Thần tài chỉ điểm, năm con giáp đúng ngày 27 tháng 9 âm lịch, tài lộc bùng nổ, gặp may, thoát khổ, không trúng số cũng có bạc tỷ trong tay, giàu có, khó ai sánh bằng. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, cuộc sống của chúng ta là một chuỗi hành trình nhân quả. Và ở trong cái quá trình đó thì bất kể cái loài nào cũng không thể tách biệt ra khỏi cái quy luật nghiệp quả này được. Người xưa có nói muốn biết quá khứ hay là tương lai của một người chỉ cần nhìn vào cái thời điểm hiện tại hoặc là nhìn vào cái công việc của họ đang làm là chúng ta có thể đoán biết được. Cái điều này được cho thấy rằng những việc chúng ta đang làm và đã nhận trong hiện tại thì đều bắt nguồn từ những cái nhân mà chúng ta đã trồng trong quá khứ. Và trong số 12 con giáp có số ít những người nhờ được đức năng thắng số, gặp may đổi đời, giàu sang vô đối. Đúng ngày 27 tháng 9 âm lịch tới đây thì chúng ta sẽ có 5 con giáp sẽ thay đổi cuộc sống một cách bất ngờ, vượt qua những khó khăn mà vươn đến cái sự thành công. Sự nghiệp, danh vọng của họ đều cũng sẽ thay đổi chóng mặt, một bước trở thành đại gia có tiền có quyền trong thiên hạ. Đây chính là con giáp được thần tài để mắt ban cho cái cơ hội hốt vàng hốt bạc. Dù có những cái chông gai khó khăn đến đâu đi chăng nữa thì cái ngày 27 tháng 9 âm lịch này cũng sẽ đánh bay cái vận hạn, lộc lá bất ngờ ập đến, tiền bạc thì chất ngập két, khiến cho người người nhà nhà đều phải nghiêng mình mà ngưỡng mộ. Vậy thì cái vận trình của 5 con giáp này sẽ ra sao? Đó là những con giáp nào, sinh vào năm nào và làm sao để tận dụng được cái vật may như ý? Thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những phần luận giải chi tiết của Tử Thông ngay sau đây. Trước khi đi bước vào phần luận giải chi tiết, quý vị hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình, cũng như là để luôn cập nhật những video mới nhất hay nhất của Tử Thông quý vị nhé. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên trong ngày 27 tháng 9 đó chính là những người tuổi Tý. Thưa quý vị, những người tuổi Tý trong ngày hôm nay được chính quan soi đường chỉ lối, vậy nên những người tuổi Tý sẽ có thể dễ dàng gặt hái được những cái thành công trên con đường sự nghiệp trong ngày hôm nay. Đó là cái thành quả hoàn toàn xứng đáng với công sức mà các bạn đã bỏ ra trong suốt thời gian vừa qua. Trong thời gian này, những người làm lãnh đạo có con mắt tinh đời có thể dẫn dắt cả tập thể đi đến cái thành công. Gia chủ sẽ nhanh chóng phát hiện ra những cái nguy cơ và nhìn nhận được những cái cơ hội cần nắm bắt. Vì thế mà nó sẽ giúp cho tập thể có thể phát triển nhanh chóng. Bên cạnh đó, trong thời gian này được cục diện là thủy mộc tương sinh, tí thủy sinh cho dần mộc. Vậy nên nó cho thấy cái quan hệ tình cảm của các bạn phát triển khá là tốt đẹp. Những người còn độc thân thì chắc chắn cũng sẽ gây được ấn tượng mạnh mẽ với những người khác nhờ vào những cái biểu hiện xuất sắc trong công việc. Các bạn có thể nhận được những cái lời mời làm quen từ đồng nghiệp, từ bạn bè và nó giúp cho cái vận trình của quý vị tiến triển một cách đáng kể. Vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Mão. Đối với những gia chủ tuổi Mão trong ngày 27 tháng 9 âm lịch ngày Bính Dần thì được cục diện là Dần, Mão, Thìn là Tam Hội. Nhờ có cái cục diện Tam Hội nó trợ giúp mà những người tuổi Mão có thể tìm ra được cái hướng đi mới trong công việc vào trong ngày hôm nay. Những công việc tưởng chừng như là cái lối mòn cũng đã được giải quyết một cách nhanh chóng và trở nên thú vị hơn nhiều. Các bạn thổi một luồng gió mới cho tập thể của mình. Và trong ngày hôm nay cũng là cái thời điểm thích hợp để cho quý vị ký kết hợp đồng kinh doanh. Nếu mà đã xem xét kỹ càng mọi phương diện thì quý vị hãy dũng cảm làm theo kế hoạch. Đừng có chần chừ hay là do dự kẻo lại bỏ lỡ mất cơ hội đáng quý quý vị nhé. Tuy nhiên trong thời gian này cái mộc khí nó khá là vượng. Vậy nên khuyên những người tuổi Mão, nói chung ấy, dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy thì cũng cần phải chú ý đến sức khỏe. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi một cách khoa học hợp lý. Đừng có bắt cơ thể làm việc quá sức. Đấy, kéo lại gì? Đổ bệnh thì lại khổ. Vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn được quý nhân tương trợ giúp đỡ thì những người tuổi Mão cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão, đó là con giáp may mắn thứ hai.
Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị đó là những người tuổi Thìn. Thì cũng giống như những người tuổi Mão, những người tuổi Thìn được cục diện là Dần, Mão, Thìn là Tam Hội. Và trong ngày hôm nay ấy, thì lại được cái thực thần nâng đỡ nên những người tuổi Thìn làm các công việc tự do thì có thể thu về một khoản tiền bội thu trong ngày hôm nay. À, tất cả là nhờ vào những người tuổi Thìn đã hoàn thành tốt những cái hợp đồng, những cái công việc được ký kết từ trước đó. À, trong thời gian này quý vị hãy tiếp tục mở mang thêm cái mạng lưới khách hàng đối tác của mình. Như vậy thì các bạn cũng sẽ tự tạo được cái cơ hội để mà phát triển nhanh chóng trong tương lai. À, khi mà các bạn xây dựng được cái thương hiệu rồi thì không còn phải lo lắng khách hàng không ghé thăm nữa. À, trong thời gian này hơi tiếc một chút là gặp cục diện ngũ hành xung khắc đúng không ạ? Dần mộc nó khắc thìn thổ, vậy nên đáng tiếc là cái mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình bản mệnh gặp nhiều cái xáo trộn. Mọi người thường mâu thuẫn bất đồng ý kiến với nhau, cái khoảng cách thế hệ ngày một xa cách. Nếu mà quý vị không sự khéo léo, không hạ mình xuống và giải quyết các vấn đề triệt để thì rất dễ xảy ra các tình trạng tan vỡ. Vậy nên quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn quý vị nhé. Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư mà Tử Thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Hợi. Những gia chủ tuổi Hợi trong cái ngày 27 tháng 9 âm lịch được cục diện là Dần, Hợi là nhị hợp. Bản mệnh lâm vào cái tượng lục hợp, vậy nên là cũng sẽ được vượng vận quý nhân, làm công việc lớn nhỏ gì đều có sự tương trợ, nên là mọi việc nó tiến triển một cách là suôn sẻ, đầu xuôi đuôi lọt. Một vài cái hạng mục công việc còn tồn đọng hoặc là chưa xử lý triệt để sẽ được khai thông, mang thêm nhiều cái cơ hội khẳng định cái năng lực, thúc đẩy con đường quan lộ của quý vị được thăng tiến. Nói chung ấy, đây là cái thời điểm cái vận khí nó khá hanh thông. Vì thế mà quý vị hãy tận dụng cái thời điểm cuối tháng này để làm những cái việc quan trọng như là gặp gỡ đối tác, thúc đẩy cái chuyện ký kết hợp đồng hoặc là làm các thỏa thuận hợp tác vân vân. Bởi vì cái tỷ lệ thành công trong giai đoạn này cũng khá là cao. Thêm nữa cái vận trình tài lộc của những người tuổi Hợi cũng khá là bình ổn, không có nhiều cái biến động. Những người làm công ăn lương thì thu nhập ổn định, có thêm cái nguồn thu nhập ngoài luồng. Đấy. Và khiến cho quý vị có thể dư giả hơn về mặt tiền bạc. Bên cạnh đó trong ngày hôm nay thì tình hình kinh doanh buôn bán cũng chưa được thực sự là nổi bật cho lắm. Tuy nhiên cái việc kinh doanh của những người tuổi Hợi nó vẫn diễn ra khá là thuận lợi, thu về không ít cái lợi nhuận, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh, thỏa sức chi tiêu mà không phải lo nghĩ điều gì cả. Bên cạnh đó trong thời gian này cái thứ tài nói chung nó cũng không được vượng, khuyến cáo quý vị vẫn nên không nên tham gia vào những trò đỏ đen cờ bạc để tránh hao tiền tốn của nhé. Thưa quý vị, trong cái ngày 27 tháng 9 âm lịch thì cái vận trình tình cảm của những người tuổi Hợi cũng tiến triển theo cái chiều hướng tích cực do là cục diện là ngũ hành tương sinh. Gia đạo thì hài hòa vui vẻ, những mâu thuẫn giữa các cặp vợ chồng cũng sớm được giải quyết, thay vào đó là những cái tin vui về chuyện con cái. Trong thời gian này những người độc thân thì tâm tình cũng vui vẻ hơn, nhân duyên khác giới cũng khá là vượng, đi đến đâu thì cũng dễ trở thành cái tâm điểm chú ý, cái mối quan hệ rộng mở, dễ dàng tìm cho mình được những cái đối tượng tâm đầu ý hợp. Có điều cái thời điểm này ấy, thì quý vị cũng cần phải dứt khoát trong chuyện tình cảm, tránh tình trạng là lắm mối tối làm không quý vị nhé. Thưa quý vị, và để mang lại cái may mắn tài lộc cho mình trong thời gian này cũng như là để được vượng vận đào hoa thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những gia chủ tuổi Ngọ. Thưa quý vị, trong ngày 27 tháng 9 âm lịch ngày Bính Dần ấy thì những người tuổi Ngọ có quý nhân tam hợp là Dần, Ngọ, Tuất nó tương trợ, nó giúp đỡ. Vậy nên là cái quý nhân vận của những người tuổi Ngọ trong thời gian này cũng khá là vượng, làm việc gì cũng có người trợ giúp, chỉ dẫn tiệt tận tình, tìm được những bước ngoặt trong tình thế nguy cấp. Nếu mà nhân lúc này gia chủ có thể chớp lấy cái thời cơ thể hiện cái năng lực và phát huy cái thế mạnh cũng như là cái tầm ảnh hưởng của mình ấy, thì chắc chắn những cái mục tiêu mà các bạn đặt ra đều sẽ sớm thành hiện thực, lại được mọi người công nhận và nể trọng, rất có lợi cho con đường thăng tiến. Bên cạnh đó, trong thời gian này cái cục diện tam hợp nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Ngọ trong cái việc hợp tác làm ăn buôn bán, do đó gia chủ có thể
mạnh dạn hơn tiến hành các kế hoạch kinh doanh hùn vốn chung với đối tác lâu năm. Nói chung ấy, đôi bên cũng sẽ thấu hiểu lẫn nhau. Nhờ vậy mà cái tài vận trong thời gian này cũng cực kỳ là hứa hẹn. Tuy nhiên những người tuổi Ngọ vẫn phải chú ý trong cái việc quản lý chi tiêu cẩn thận để đề phòng những cái chuyện hao tài trong thời gian này. Bởi đây là cái lúc mà quý vị nói chung ấy sẽ phải chi tiêu không ít những khoản tiền cho cái việc cuối năm như là đầu tư buôn bán làm ăn hay là những cuộc gặp mặt chẳng hạn. Thêm nữa trong thời gian này xét về mặt tình cảm thì đây là cái lúc đào hoa khoe sắc rất có lợi cho con đường tình duyên của những người độc thân. Tình cảm thì thăng hoa, các bạn có thể gặp gỡ được đối tác ưng ý, thậm chí là có thể còn xuất hiện tình yêu sét đánh nữa. Cái điều mà bấy lâu nay quý vị chưa từng nghĩ tới. Bên cạnh đó trong thời gian này các cặp vợ chồng cũng đã chịu mở lòng mình ra, thẳng thắn chia sẻ với nhau và cùng nhau giữ gìn cái hạnh phúc gia đình. Có những người còn đón được những tin vui về chỗ con cái trong thời gian này và trong nhà còn nhiều cái chuyện hỷ sự nữa. Vì vậy, để tăng cường may mắn thì những người tuổi Ngọ hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ, đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 6 mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Tuất. Người tuổi Tuất trong cái ngày này thì cũng được Dần, Ngọ, Tuất là tam hợp. Và trong ngày hôm nay lại có thực thần nâng bước nên những người tuổi Tuất sẽ làm quen được với nhiều khách hàng, nhiều đối tác đầy triển vọng, khiến cho đồng tiền nó chảy vào túi ổn định hơn. Các bạn cũng đang dần dần tìm ra cái định hướng đúng đắn cho bản thân mình. Một phần là vì công việc nó chứa nhiều cái áp lực, một phần khác vì bản thân có cục diện tam hợp nó hỗ trợ, ví như là tay chân giúp đỡ nên là làm việc gì cũng sẽ được suôn sẻ hanh thông. Những người làm công ăn lương cứ y ăn kế hoạch đã định mà làm, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Cuối tháng thì thu nhập ổn định. Những người kinh doanh buôn bán có một cái tháng tuy không quá tất bật, bận rộn nhưng cũng thu về không ít cái lợi nhuận. Có người còn được lộc tiền bạc, muôn may bán đắt, không cần phải làm lời việc quá lao lực mà tiền bạc vẫn cứ được dùng dính. Cái bản tính cởi mở chân thành cũng giúp cho các bạn rất nhiều trong cái việc xây dựng các mối quan hệ. Có người sẵn sàng giới thiệu thêm cho các bạn những cái cơ hội cực kỳ quý giá. Vậy nên quý vị hãy nhanh chóng nắm bắt cái thời cơ, dù cho hơi vất vả nhưng ở tương lai cũng sẽ gặt hái được những cái thành quả xứng đáng. Bên cạnh đó trong thời gian này thì nói chung ấy, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Tuất cũng có nhiều cái bước tiến triển tốt đẹp. Những người độc thân thì có thể tìm được những cái đối tượng ưng ý nhờ bạn bè mai mối hoặc là giới thiệu trong những buổi gặp gỡ giao lưu hoặc là những cái buổi mà gặp mặt khách hàng. Cái tình cảm nó tiến triển vừa nhanh lại vừa bất ngờ khiến cho bản mệnh nói chung ấy, cảm thấy là luôn luôn ở trong cái trạng thái là vui vẻ nhất. Trong thời gian này gia đạo thì cũng yên vui, tạo ra cái tinh thần phấn khởi, cái tâm lý thoải mái để cho những người tuổi Tuất có thể tập trung và phấn đấu cho sự nghiệp. Nói chung ấy, năm mới cũng sắp tới, với những dự định mới hứa hẹn sẽ là một cái thời điểm thành công với những người tuổi Tuất trong thời gian này. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất, đó là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày 27 tháng 9 âm lịch ngày Bính Dần. Và trong ngày 27 tháng 9 âm lịch ngày Bính Dần, chúng ta sẽ có 6 tuổi được thần tài chiếu mệnh, dễ có cơ hội đổi đời giàu có sau một đêm, đó là những con giáp sau đây: 1 tuổi Tý, 2 tuổi Mão, 3 tuổi Thìn, 4 tuổi Hợi, 5 tuổi Ngọ và 6 là những người tuổi Tuất. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin cảm ơn.